vị đang theo dõi kênh youtube của Báo Việt Nam Net. Sau đây là những tin tức không thể bỏ qua. Đập Tam Hiệp nằm ở Tam Đẩu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, là đập thủy điện lớn nhất thế giới, mang lại khả năng kiểm soát lũ hàng năm trên sông Dương Tử và là nguồn lợi kinh tế lớn cho Trung Quốc. Tuy nhiên, tác động đến môi trường sinh thái của đập Tam Hiệp cũng vô cùng khủng khiếp. Là dự án thủy điện quy mô lớn nhất hành tinh, đập Tam Hiệp đã trải qua hàng chục năm từ khi được lên ý tưởng tới khi hoàn thành, Ý tưởng về một con đập khổng lồ chịu trách nhiệm chính trong việc điều tiết lũ sông Dương Tử đã có từ thời nhà cách mạng Trung Quốc Tôn Trung Sơn. Năm 1994, trải qua nhiều lần khảo sát, đập Tam Hiệp đã đi vào xây dựng và chính thức hoàn thiện vào năm 2009. Đập Tam Hiệp hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc, đặc biệt là trong việc kiểm soát dòng lũ hàng năm được đánh giá là rất thất thường của sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp cũng đóng góp quan trọng trong sản xuất điện năng, thủy lợi, tưới tiêu, giao thông vận tải đường sông và phát triển du lịch ở Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về yếu tố môi trường sinh thái, đập Tam Hiệp được đánh giá là lợi bất cập hại. Năm 2009, sau khi hoàn thiện xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc đã cho thả 10.000 con cá giống, các loại, vào hồ chứa nước của đập. Những con cá giống được thả vào đập đều được tuyển chọn rất kỹ về chất lượng, sức chống chịu. Một trong những tác hại nghiêm trọng của đập Tam Hiệp là ngăn cản sự di chuyển tự nhiên của các loài cá trên sông Dương Tử. Môi trường sông Dương Tử cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc xây dựng con đập. Nhiều loài cá trên sông Dương Tử, đặc biệt là cá tầm, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, không ít loài thủy sinh khác đã biến mất vĩnh viễn. Trung Quốc đã thả 10.000 con cá giống vào hồ chứa nước Đập Tam Hiệp trong nỗ lực cứu vãn sự cân bằng của hệ sinh thái sông Dương Tử, với hy vọng chúng sẽ nhanh chóng nhân lên về số lượng. Người đánh cá trên sông Dương Tử phụ thuộc rất lớn vào sự sinh sôi của các loài thủy sinh. Tuy nhiên, do tác động đến môi trường của đập Tam Hiệp là quá lớn, hầu hết các loài cá ở sông Dương Tử không thể phục hồi về số lượng và bị tuyên bố là đã tuyệt chủng. Năm 2011, Trung Quốc cam kết chi hơn 140 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2020 để khắc phục các hệ quả do việc xây dựng đập Tam Hiệp gây ra. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, tính đến cuối năm 2019, một nửa số tiền nói trên vẫn chưa được giải ngân. Một số chuyên gia cho rằng, kể cả Trung Quốc có chi nhiều tiền hơn nữa thì cũng rất khó để giải quyết vấn đề môi trường ở sông Dương Tử. Chừng nào đập Tam Hiệp còn tồn tại, môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sinh sông Dương Tử vẫn bị ảnh hưởng và khó phục hồi, kèm theo đó là việc đánh bắt khai thác quá mức Hồ chứa của đập Tam Hiệp được cho là cũng góp phần gia tăng nhiệt độ nước sông Dương Tử, nước sông trở nên ấm hơn trong mùa hè và sự phân tán môi trường sống đe dọa tồn vong của các loài thủy sinh. Dựa trên tình hình hiện nay, có thể nói 10.000 con cá giống các loại mà Trung Quốc thả vào đập Tam Hiệp khi mới xây xong đã không thể cứu vãn tình hình. Theo kênh National Geographic, Trung Quốc từng sử dụng 200 tấn thuốc nổ để phá hủy đê tạm ngăn nước sông Dương Tử, cấu trúc được xây dựng để ngăn nước trước khi phần thân đập Tam Hiệp hoàn tất. Vụ nổ này đã tạo ra khoảng 186.000 mét khối gạch vụn và đất đá rơi xuống lòng sông Dương Tử. Sự tích tụ của chất cặn có ảnh hưởng lớn đến khả năng kiểm soát lũ của con đập. Để khắc phục tình trạng này, Trung Quốc chú trọng đến việc trồng rừng dọc sông Dương Tử và cấm tiệt việc xây dựng các nhà máy lớn có khả năng xả thải gây ô nhiễm hai bên bờ sông. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, để đối phó với tình trạng suy thoái môi trường sông Dương Tử, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc cấm nghiêm ngặt việc đánh bắt cá ở 332 khu bảo tồn dọc sông. Ông Chu Chen Kang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, nói với Tân Hoa Xã, Dương Tử là con sông dài thứ hai thế giới với các loài thủy sinh đa dạng. Đây cũng là lá chắn quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái Trung Quốc. Ông Chu nói thêm, lệnh cấm đánh bắt cá trên sông Dương Tử là biện pháp cấp thiết nhằm ngăn chặn sự suy giảm hệ sinh thái của con sông cũng như bảo vệ đa dạng sinh học. Theo ông Du, việc xây dựng đập tam hiệp cùng tình trạng ô nhiễm nước, vận tải thủy và khai thác quá mức đã khiến các loài thủy sinh sông Dương Tử bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là cá tầm. Năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo sự suy giảm đa dạng sinh học ở sông Dương Tử ngày càng tồi tệ và có thể không còn cá. Năm 2019, cá tầm thìa, loài cá bản địa ở sông Dương Tử được mệnh danh là vua cá nước ngọt đã bị tuyên bố tuyệt chủng. Trong động thái gần đây nhất, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc CTG ngày 7 tháng 6 cũng đã thả hơn 800.000 con cá tầm trên thượng nguồn sông Dương Tử với kỳ vọng hồi sinh quần thể hoang dã của loài cá tầm Dapi, vốn đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chiến dịch thả cá tầm được thực hiện tại thành phố Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Cá tầm Rapi còn được gọi là cá tầm sông Dương Tử, là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, được đặt ở mức bảo vệ quốc gia cao nhất ở Trung Quốc. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cũng đã xếp cá tầm Rapi vào danh sách các loại động vật cực kỳ nguy cấp từ năm 2010. Trong nỗ lực khôi phục quần thể các loài quý hiếm, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã ban hành kế hoạch hành động giải cứu cá tầm sông Dương Tử từ năm 2018 đến 2035 vào năm 2018. Luật bảo vệ sông Dương Tử, đạo luật đầu tiên của Trung Quốc về một lưu vực sông cụ thể, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, trong đó nêu bật sự quan trọng của việc tăng cường bảo vệ cá tầm Dapi và các loài động vật quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng khác. Thông báo của cơ sở nuôi cá quý hiếm của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc nêu rõ, việc thả cá tầm nuôi nhốt trên quy mô lớn đã bổ sung quần thể tự nhiên của cá tầm Dapi. CTG sẽ tiếp tục nhân giống cá tầm Dapi và tiến hành thả cá nhiều hơn, đồng thời sẽ thúc đẩy việc khôi phục quần thể tự nhiên của loài động vật này. đập khổng lồ mới của trung quốc được bắt đầu xây dựng trên sông hoàng hà con sông dài thứ hai của châu á sau sông dương tử nam hoa tảo báo đưa tin sau nhiều thập kỷ lên kế hoạch con đập khổng lồ mới trên sông hoàng hà của trung quốc bắt đầu được xây dựng đây là dự án thủy lợi mới nhất nhằm kiểm soát trầm tích ngày càng gia tăng ở con sông nhiều phù sa nhất thế giới bộ thủy lợi trung quốc cho biết dự án thủy lợi Cố Xuyên trên sông Hoàng Hà giữa các tỉnh miền Trung Thiểm Tây và Sơn Tây chính thức được bắt đầu xây dựng vào ngày 9 tháng 7. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kiểm soát 65% diện tích lưu vực sông Hoàng Hà, 73% lưu lực nước và 60% lượng trầm tích của lưu vực này. Bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải phía Tây Bắc Trung Quốc, sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của đất nước, chạy qua cao nguyên Hoàng Thổ, một khu vực có diện tích tương đương với nước Pháp, đã trở thành một nguồn phù sa khổng lồ do sa mạc hóa. Là con sông dài thứ sáu trên thế giới, sông Hoàng Hà được gọi là sông treo vì sự tích tụ trầm tích quá mức đã nâng cao một phần lòng sông, làm thay đổi dòng chảy theo thời gian và dẫn đến hiện tượng lũ lụt thường xuyên tàn khốc. Màu nước vàng của con sông là do phù sa mà nó mang theo. Do lượng phù sa và trầm tích trong dòng nước có thể lên tới 34 kg trên 1 mét khối nước, cao gấp 34 lần so với sông Nile ở Châu Phi. Hàng thế kỷ của việc bồi đắp và sự bao bọc của các con đê đã làm cho con sông này chảy ở độ cao lớn hơn so với đất nông nghiệp hai bên bờ, làm cho việc ngập lụt trở nên nguy hiểm hơn. Lũ lụt sông Hoàng Hà gây ra sự chết chóc khủng khiếp trong lịch sử như trận lũ năm 1887 đã khiến cho 900.000 đến 2 triệu người thiệt mạng. Trận lũ lụt năm 1931 trên sông Hoàng Hà được ghi nhận là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử thế giới, ước tính cướp đi sinh mạng của khoảng 3,7 triệu người. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Bình cho biết, dự án Cố Xuyên là một thành phần quan trọng mang tính chiến lược trong hệ thống kiểm soát trầm tích của sông Hoàng Hà và là dự án quan trọng của mạng lưới thủy lợi quốc gia, rất quan trọng với an ninh lâu dài ở vùng Trung và hạ lưu con sông Hoàng Hà. Truyền thông của nhà nước đưa tin, dự án dự kiến mất khoảng 10 năm để hoàn thành và sẽ là con đập lớn thứ ba trên sông Hoàng Hà. Theo báo cáo năm 2021 của Bộ Thủy lợi, dự án dự kiến tiêu tốn khoảng 53 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7,3 tỷ đô la Mỹ. Con đập này cũng được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho hồ chứa ở đập Tiểu Lãng Đề, nằm cách hạ lưu 450 km, được đưa vào sử dụng năm 2001 để giúp quản lý dòng nước. Gia Sơn Bình, một thanh tra của Bộ Thủy Lợi, đã nói với đài truyền hình nhà nước CCTV, sau nhiều năm vận hành và nghiên cứu, cần phải xây dựng một dự án thủy lợi khác ở thượng nguồn để tiếp tục kiểm soát nước và giảm trầm tích của sông Hoàng Hà. Con đập này cũng được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường tưới tiêu dọc hai bên bờ sông và cung cấp thủy lợi đã được liệt kê là một dự án lớn trong kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc và nằm trong kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 14 kéo dài từ năm 2021 đến năm 2025. Các kỹ sư đã bắt đầu tiến hành khảo sát địa chất trên sông Hoàng Hà vào những năm 1950 để xác định vị trí xây đập và hồ chứa. Bộ thủy lợi cho hay, việc lập kế hoạch cho dự án đặc biệt phức tạp do địa chất của khu vực bao gồm các vùng bùn lầy và đứt gãy kẹp giữa nhiều lớp đá mềm và cứng. Dự án Cố Xuyên đã được xác nhận trong kế hoạch quản lý và phát triển vào năm 1997 và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được chính phủ phê duyệt vào tháng 6 vừa qua. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến 5 người thiệt mạng và 8 người mất tích ở tỉnh Thiểm Tây, miền Bắc của nước này. Kể từ ngày 16 tháng 7, mưa xối xả đã chút xuống các khu vực ở miền Bắc và miền Trung, gây ra lũ quét và làm gián đoạn dịch vụ giao thông công cộng. Riêng tại thành phố Bảo Kê, thuộc tỉnh Thiểm Tây, mưa lớn còn gây lở đất và lũ bùn. Hơn 2.000 người trong thành phố phải đi sơ tán đến các khu nhà tạm, trong khi các dịch vụ đường sắt bị gián đoạn. Mưa lớn trong tuần cũng gây ảnh hưởng đến các tỉnh lân cận là Cam Túc và Hà Nam. Trung Quốc cũng đang trải qua mùa hè khắc nghiệt khi mưa lớn hoành hành trên khắp khu vực phía Đông và phía Nam, trong khi miền Bắc hứng chịu những đợt nắng nóng liên tiếp. Theo hãng tin John Hub, ngày 18 tháng 7, mưa lớn trút xuống thủ đô Seoul và các khu vực lân cận dẫn đến hàng trăm người phải sơ tán và gián đoạn hoạt động giao thông. Các khu vực phía Bắc và phía Nam của tỉnh Kyonggi gần Seoul là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó, thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía Nam, ghi nhận lượng mưa có thời điểm lên tới 88,5 mm một giờ vào sáng cùng ngày. Thành phố Paju gần biên giới với Liên Triều có thời điểm ghi nhận lượng mưa 75,1mm vào dạng sáng ngày 18 tháng 7. Lượng mưa tại Paju từ nửa đêm cho đến 6 giờ lên tới 143,5mm khiến các dịch vụ tàu điện ngầm tại khu vực này phải tạm dừng đến giờ cao điểm buổi sáng. Thành phố này báo cáo tổng lượng mưa hơn 633mm từ ngày 16 tháng 7 đến sáng 18 tháng 7 trong khi huyện biên giới Yonchon lân cận có lượng mưa 477,5 mm. Vùng thủ đô ghi nhận lượng mưa từ khoảng 30 đến 60 mm một giờ, buộc nhà chức trách đưa ra cảnh báo lũ lụt đối với 10 con suối tại khu vực này. Tại Seoul, hoạt động giao thông trên tuyến cao tốc Dongbu nối thành phố với Gyeonggi và một số đoạn của cao tốc Nebu bị gián đoạn. Người đi bộ và phương tiện giao thông cũng không thể lưu thông trên cầu Jamsu do mưa lớn khiến mực nước sông Hàn dâng cao. Cảnh báo lở đất được đưa ra tại một số khu vực ở Seoul, trong đó có phường Jongno. Từ nửa đêm đến 8 giờ ngày 18 tháng 7, mưa như chút nước cũng khiến 25 chuyến bay quốc tế khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul bị hủy, trong khi 4 chuyến bay buộc phải quay đầu, hiện chưa có báo cáo thương vong do đợt mưa lớn lần này, tuy nhiên thủ đô ghi nhận một số thiệt hại như cây đổ, nhà ngập nước và tai nạn giao thông do đường trơn trượt. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tính đến 5 giờ sáng ngày 18 tháng 7, tổng cộng 887 cư dân tại 8 tỉnh thành phố trên khắp cả nước đã phải sơ tán sau đợt mưa mới nhất. Nhà chức trách cũng ban hành chỉ thị khẩn trương sơ tán đối với một số cư dân ở hai thành phố Osan và Pyeongtaek đều ở tỉnh Gyeonggi và thành phố Dangjin thuộc tỉnh Nam Trung Trung, Trung do nước suối dâng cao. Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc nâng cảnh báo lở đất lên mức nghiêm trọng cao nhất đối với các khu vực Seoul, Incheon, Gyeonggi và Kangwon khuyến cáo người dân sơ tán kịp thời đến nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min chỉ thị huy động mọi nhân lực và nguồn lực có thể để giảm thiệt hại do mưa lớn. Bộ này nâng mức cảnh báo mưa lớn từ thận trọng lên mức cảnh giác. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, những trận mưa lớn đang liên tục đổ xuống thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc. Tình hình càng căng thẳng hơn khi đập Tam Hiệp đang chuẩn bị cho đợt xả lũ mới. Tính đến ngày 11 tháng 7, mưa lớn ở quận Điếm Giang, Trùng Khánh khiến 6 người thiệt mạng, trong đó 4 người thiệt mạng do thảm họa địa chất và 2 người khác tử vong do đuối nước. Lượng mưa ở Điếm Giang đạt mức cao kỷ lục trong một ngày là 269,2 mm, ảnh hưởng đến hơn 40.000 người. CCTV cho biết Mưa lớn đã làm hư hại gần 1.800 hecta cây trồng và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 82 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 11,3 triệu đô la Mỹ. Ngày 11 tháng 7, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở Trung Khánh, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cấp 3 cho 14 quận huyện, đồng thời cảnh báo thảm họa địa chất lên cấp 3 cho 9 khu vực. Các cảnh báo này là nằm trong hệ thống cảnh báo 4 cấp trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Hồng Kông Trung Quốc SCMP dẫn lời thị trường Trung Khánh, Hồ Hành Hoa. Khi công tác chuẩn bị ứng phó lũ lụt bước vào giai đoạn then chốt, chúng ta cần tăng cường cảnh báo, giám sát, sơ tán kịp thời người dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai địa chất. Tốt hơn hết là hết sức thận trọng để ngăn chặn mọi tổn thất có thể xảy ra. Theo trạm giám sát Thủy Văn Trùng Khánh, bốn quận ở Trùng Khánh đã trải qua những trận mưa lớn với lượng mưa lớn nhất vượt mức 250mm. Trong khi 14 quận huyện khác đều ghi nhận mưa rất lớn ở các ngưỡng từ 50 đến 99,9mm, 100 đến 249,9mm trong ngày 11 tháng 7. Do mưa lớn, một tỉnh lộ bị ngập ở quận Khai Châu, Trùng Khánh, khiến giao thông bị gián đoạn. Theo CCTV, ga tàu hỏa Trung Khánh cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn với 26 chuyến bị tạm dừng chỉ riêng trong ngày 11 tháng 7. Siêu đô thị Trung Khánh nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc. Theo Bộ Thủy lợi, Trung Quốc dự báo đối mặt với những thách thức tiếp theo dọc lưu vực sông Dương Tử khi mực nước của hồ chứa Đập Tam Hiệp đã đạt 161,1 m, mức cao nhất trong lịch sử tháng 7. Ủy ban thủy lợi Trường Giang, cơ quan chuyên phòng chống lũ lụt và ô nhiễm nước sông Dương Tử cho biết, dự báo lượng mưa lớn dọc thượng nguồn sông trong 10 ngày tới và một đợt lũ mới sẽ tràn vào khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp vào khoảng ngày 16 tháng 7, dòng nước lũ với lưu lượng cực đại 45.000 m khối một giây tràn vào hồ chứa đập Tam Hiệp trong ngày 12 tháng 7 và dự báo có hai đợt nước lũ đáng kể khác tràn vào hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử vào giữa tháng 7. Theo CCTV, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã quyết định tăng lưu lượng xả lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp vào chiều ngày 11 tháng 7 từ 27.000 lên 31.000 m khối một giây. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết tình hình lũ lụt trong tương lai rất không chắc chắn và mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử sẽ tăng sau khi nước lũ dâng lên trong hồ chứa đập Tam Hiệp. Cùng ngày 11 tháng 7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo Trung Quốc đã trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng thứ hai trong năm 2024. Tân Hoa Xã đưa tin trận lũ sông Dương Tử đầu tiên trong năm nay được công bố ngày 28 tháng 6 và đến sáng ngày 9 tháng 7, nước lũ đã tràn ra biển Hoa Đông. Trong trận lũ lụt số 1 ở sông Dương Tử, một khu vực rộng lớn ở Trung và Hạ Lưu Sông đã bị ảnh hưởng nặng nề. Các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy đã chịu ảnh hưởng lớn của mưa bão. Chính phủ Trung Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho Trung Quốc 93,16 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12,83 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng do lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan, theo Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến thiên tai đối với nước này trong nửa đầu năm kể từ năm 2019 trong thời gian trên, thiên tai đã ảnh hưởng đến 32,38 triệu người dân, làm 322 người mất tích hoặc tử vong. Khoảng 856.000 người đã phải tái định cư khẩn cấp và 23.000 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi khoảng 3,17 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng cũng theo bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, tác động từ thiên tai đối với nền kinh tế Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2024 nặng nề hơn so với cùng kỳ năm 2023, thời điểm quốc gia này ghi nhận mức thiệt hại 38,23 tỷ nhân dân tệ và 95 người mất tích hoặc thiệt mạng. 13.000 kiện hàng cứu trợ thiên tai gồm dụng cụ khẩn cấp trong gia đình, giường gấp và chăn mùa hè đã được các bộ ngành và đơn vị liên quan của Trung ương cấp phát cho Trùng Khánh và Tứ Xuyên nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương tái định cư và cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hiện nay, lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hoài, Giang Hán vẫn tiếp tục có mưa lớn. Mực nước ở nhiều hồ chứa vừa và nhỏ không ngừng tăng lên và vượt mức cho phép. Đê và đập ngăn nước bị ngấm nước trong thời gian dài, nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm tăng cao. Khu vực phía Bắc sắp bước vào giai đoạn then chốt của phòng chống lũ lụt công tác bảo đảm an toàn hồ chứa, kiểm tra bảo vệ đê, đập và công tác phòng chống mưa lớn cục bộ tại địa phương đang gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho rằng việc đảm bảo an toàn cho hồ chứa trong mùa lũ phải là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ những vụ sự cố hồ chứa xảy ra gần đây, cũng như tiến hành kiểm tra, phòng chống những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra. Ngoài ra cần tăng cường bố trí sẵn lực lượng, vật tư ứng cứu khẩn cấp tại các khu vực trọng điểm, đồng thời làm tốt công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc tiếp tục duy trì ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 đối với các tỉnh An Huy, Giang Tây và Hồ Nam, cấp độ 4 với Hắc Long Giang, Giang Tô, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh hai nhóm công tác và bốn nhóm chuyên gia do Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc phái cử trước đó. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cứu hộ khẩn cấp, cứu trợ thiên tai tại các khu vực trọng điểm và kiểm tra bờ kè ở khu vực sung yếu. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!